Thank you.
nó thừa kế lại tình thân hữu hay rất là vui mừng và vinh dự mong rằng cái tình thân này không chỉ ở Việt Nam còn mang tính dân trên thế giới. Thầy có nói là võ sư Hồ Hải Lâm, nếu tôi nhớ không lầm là tôi cũng đã đến nhiều lần gặp thầy Hồ Hải Lâm, hình như là ở quận 10 ở gần cái tổ đường của chúng tôi, thầy đã mất rồi. Thầy có cái bộ mà cắt tay đầu chung và già thầy ở trong một cái hẻm đó, cái hẻm trung tâm thầy Hồ Hải Lâm chính xác đường Nguyễn Chí Thanh, chính xác đi lên tới cầm lấy tay phải hồi xưa thì ngồi trên đó quanh quân Hồ Hải Lâm hẻm trung tâm. Tôi cũng xin phép Lan cùng với lại thưa với quý thầy để bổ sung, tức là những ngày cuối của thầy Trần Minh Phong là trưởng môn Nam Anh là rất là chia sẻ. Lúc đó thầy bệnh quán cây tre, tôi còn nhớ hàng ngày là đến cái chỗ đó nhìn ra bờ sông, hai người chia sẻ với nhau về triết lý của cuộc đời, trầm của cuộc sống. Rất là thân thiện, tôi là người biết sống. Thì thầy Trần Minh Phong là người đứng sau, là kế của thầy và Lý Trung Môn. Dạ, thì thầy cũng có anh ở đây, thầy cũng đã mất rồi. Dạ. Thì cũng xin phép tôi như là thầy ở đây á, tôi xin được nhấn tặng thêm cái mối thân tình đó là nó ba đời rồi như anh Tùng nói, và như vậy đây là lời của thầy đại sư Nam Anh. Yeah. Không gì có thể phá vỡ được, gây sự cái hiểu lầm bất cứ một cái đường nó nhỏ nó cũng không thể có được, bởi vì nó đã kéo dài ba đời. Thì tôi cũng xin phép nhấn mạnh lại như vậy. Và ở trong hàng ngũ các võ sư của Việt Xuân chúng tôi cũng có rất nhiều người là coi như là có cái quan hệ ruột thịt với lại Vô Vi Na. Ví dụ như bản thân tôi ngày xưa là cái lớp hắc hổ của Hoa Linh cùng thời anh Chiếu ở Trung Yên đấy. Dạ, quý quá lắm. Rất tiếc là khi anh Chiếu ra sư phạm Quy Nhơn để huấn luyện thì mình lại đi theo tiếng gọi của một số các cái công trình nghiên cứu khoa học. À vậy ạ. Dạ. Bây giờ người còn sự liên lạc nhất nhất là anh Trịnh Dương Minh. Không còn là thường xuyên luôn. Thầy Vang đây ngày xưa cũng là lúc mình học thì thầy Vang là hoàng đai để nhị đẳng rồi, chuyên môn biểu diễn bài búa. Còn hai người thầy mà mình xin lỗi lúc đó từ đó còn là cả nòi của Việt Nam Võ Đạo là danh thầy Trần Văn Hùng, giờ tức là Trần Văn Bé đó, sao đổi cho tên cho đẹp giờ lúc thì anh Vàng rồi anh Vàng đồng môn Xuân. Yes, thầy Flores muốn thưa thì thầy. En français pour vous dire. En français, oui. Il y a la règle des trois. La règle des trois, c'est quelque chose qui est très connu par tout le monde. Et la première fois, le Grammet Ho Alon était très ami cher avec le Grammet fondateur de cette école. Il y avait déjà une relation du cœur, justement. La deuxième rencontre, c'est le grand maître avec Chong Guifeng aussi, qui ont passé un moment très proche ensemble. Et aujourd'hui, c'est la troisième. C'est une belle conclusion des deux grandes écoles qui se réunissent pour sceller une amitié du passé aujourd'hui et à l'avenir. Donc le chiffre est 3. Thưa quý thầy, anh Flores nhắc lại cái
sự trình bày của thầy Tùng cũng như là của sự bổ sung của tôi. Nhưng anh có bổ sung một cái ý và nó rất là mang đậm cái sự thực chất gọi là triết lý của Đông Phương mà anh đã được học về Đông Phương. Tức là cái quy luật về con số 3, cái gì cũng có cái 3. Số 3 là nó sơ cung cao, nó tượng trưng cho một cái gì đầy đủ ở trong cái triết lý Đông Phương. Thì như vậy anh ấy rõ hơn là cái thế hệ thứ nhất là của thầy Hồ Hải Long với lại cố vô sự sáng tổ Nguyễn Lộc. Rồi cái quan hệ thứ đời thứ hai là của đại sư Nam Anh với lại đại sư Trần Huy Phong, cũng như với đại sư Lê Sáng, nhưng mà nó ngắn hơn trong cái giai đoạn đặc biệt của bối cảnh lịch sử thì chiếu cũng đã biết rồi. Thế còn cái đời thứ ba của chúng, của các anh ấy chính là chúng ta đây là cái đời thứ ba. Và khi con số linh số là một lượng số của cái triết lý Đông Phương đó, đó thì Phật Pháp Tăng Tam Bảo các thứ đó là nó sẽ giúp cho cái sự mà bền chặt, cái sự bền vững vĩnh cửu của cái tình thân hữu này. Và ba, số ba nó cũng thể hiện đã trong quá khứ thì trong hiện tại, và khẳng định luôn là tương lai, tương lai là sẽ bền đời bền vững. Thì tôi cũng gọi là cũng tạm thay mặt cái đời thứ ba, thì các anh em có mặt ở đây thì cũng xin ghi nhận cái quan niệm đó và sẽ tiếp tục và giữ gìn trong cái tương lai cho nó mãi mãi nó không đẹp. Donc maître Chiếu, le grand maître Chiếu, au nom de représentant toute l'école de Vauvignon de Loire ici, représente la troisième génération et il respecte, il partage dans la vie et il respecte cette tradition philosophique de l'Orient. Et donc, il aura la responsabilité de développer, de préserver l'abord et de développer dans l'avenir pour respecter la règle. Xin mời anh dùng nước và lấy cây coi như một cái đại gia đình hai môn phái, và mời tất cả anh em báo đài vous y considérez comme une grande famille des deux écoles là on va déguster ça. So much. I got 4 kilos because really since I came here. Because food is amazing. I cannot choose one. I can set maybe for that. For more. Yeah. How about Negro? Yeah. Two. Yeah. Very good. Just so much. So I cannot choose which one. Got amazing food. Yes. So did you try some kind of eating? Of course, that's where I go more, yeah. Because on the street I can feel more the people. Yeah. More close to the people. Exactly. Contact. And how about the Vietnamese people? Tôi là sư huynh nhưng mà tôi hôm nay đến với tư cách là phiên dịch thôi. Sư huynh, chú tên gì? Sư lấy vội nhập đến Nam Yên. Nam Yên, Yên là Yên Bình. This time, võ sư Nam Yên đúng không? Tôi định chữ võ sư. Chữ quán trưởng nó nhỏ hơn võ sư. Và tôi lên là đẳng cấp thì nhiều. Quý sư và Yên sư. Thôi, đừng cứ nói là ông Nam Yên và dạy nó hay hơn. Rồi chúng rồi ném đá, ném gạch. Spanish.
194 K2 đường Trần Văn Dư. Có đến rồi chứ gì? Không, Forest đâu được ở. Đến tham quan thôi, chứ chỗ đó là hơi giới hạn. Sao Forest không được ở? Tại vì anh Forest là người nước ngoài. Anh là người nước ngoài. Forest là người nước ngoài, nhưng mà bỏ một đĩa đấy chưa.